chặt côn rồi rất tôi xem rồi. Này còn mấy tình huống nào rồi. Tôi thấy thời kỳ đăng ra thịt nhiều sạp hồng, thịt nhiều sạp hồng, nhiều sạp hồng với nội anh không thấy mình hơi chịu khó nhau đăng đấy đăng đấy phong xui như là mà cũng như xe cọ cọ phong họ dữ chân cửa soi đúng không nó sẽ chi là thợ chi khmer nữa chứ bây giờ mình đã rụp những chân rồi rụp mùi hương thọ dữ tập kia khi thấy một dấu bị sửa bị thọ rồi bây giờ mình nguyên đại chân là dữ chân là dữ nhưng ở trong cái tranh thì em phần mình bắt tranh thì họ dễ mình